À, tôi làm neo đỡ, khi vào quốc tịch thì đi học lại Mỹ, Duy thấy có sáng không? Năm nay 28 tuổi, tiếng Anh thì không biết, học học khỉ gì mà ơi thua. Tao nói cuộc đời mày giờ lỡ làm neo chịu khó làm đi, xong rồi dành để dành được nhiêu để dành lấy vợ lập gia đình gì đó, có được thì đường nó chỉ có hướng đi thôi à, học hành gì nữa. Tiếng Anh mày không biết sao gì học được. Nam có trường cộng đồng dạy nghề nữa, tiếng Anh nữa tiếng Việt nữa không? Vào nông trại dắt sữa bò và sản xuất sữa bò tháng 4-5k miền quê Texas. Được. Nếu mày làm gì tao ủng hộ mày. Tại vì sao? Đơn giản, mày đàn ông mày tách ra khỏi nghề neo là tao thấy mày cũng nói chung là cũng có chí tiến thủ này nọ kia. Mình nhường cái nghề lại cho em phụ nữ làm, hoặc là mốt này có vợ nhường rồi tiệm neo cho vợ mình đi làm dắt sữa bò. Chứ gì nữa. Nghe não lòng rớt nước mắt, nhưng mà em phải đồng ý với anh thằng đó nó chơi được, nó có chí tiến thủ, đàn ông chỉ cần vậy thôi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào mẹ lỡ có sa cơ đi chăng nữa cũng gượng vậy mà đi à. Chứ còn đỡ hơn mấy cái thằng nãy giờ nó ngồi đây nó comment xàm thấy mẹ luôn, tôi nói thiệt á. Tôi cũng hiểu sao cha mẹ tự tin mà đẻ nó ra nữa. Thiệt á, tôi mà đứng chung hàng tôi nói tôi nhục luôn á. Đúng rồi anh, em xác mệnh qua Mỹ cạo neo thật, nhưng em quyết tâm phải là người cạo neo đẳng cấp. Là cạo cũng biết, đắp bột cũng biết, design. Nói chung làm bột, làm khô, làm nước biết hết. Không. Ở trong neo mình dùng chữ đơn giản thì dễ hiểu mày ơi, đúng không? Nước khô chơi hết. Hun chon đỡ hơn sơn tây là có chí làm ăn thì tốt, còn hơn cái loại nhai. Đúng, chính xác. Tôi quê nhất thằng cha sơn tây là cái chỗ mà già rồi mà nhảm á. Đàn ông mà không có nên vậy, trừ khi nào ấy thôi. Chứ tôi tức lắm á ba. Nhiều khi á cũng không muốn gọi nó nặng ổng, hiểu không? Mình cũng hiểu rồi, cuộc sống ổng này nọ, quá khứ này nọ, ABC, DOF, GH gì nó ra được chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà chỉ có cái tật bực nhất á là lớn già cái đầu rồi nó nhảm không, đó đó là tôi không đồng ý chút nào đó. Thế tôi có nói nhảm câu nào không? Nói là nói, lúc nào giỡn giỡn, lúc nào thiệt thiệt. Còn nếu mà có giỡn thì vẫn vui chứ không nói nhảm. Con thằng ba triệu mấy em không hiểu sao bọn ba ca đô bên Mỹ bảo sống khỏe là khỏe ăn sao, tại sống kiểu của nó là khỏe, nó sống nó không chết là nó khỏe. Chứ bây giờ cái chữ khỏe nó đâu có định giữa tôi với bạn với người đó, thì cái khỏe nó không giống nhau. Giống như là tôi mà cho tôi bên Mỹ 300k là thôi, tôi chắc tôi vượt bi, tôi về bên Venezuela tôi sống mới khỏe được thôi. Chứ tôi tập tạ không, tôi ăn không đủ rồi đó. 3k đô, 3k đô nhưng gia đình chu cấp. Bạn tôi đi Mỹ làm dịch vụ lương 3k toàn xài đồ hiệu. Thật ra bên Mỹ thì xài đồ hiệu cũng là chuyện bình thường, hiệu gì mấy. Cái hiệu mà hiệu top cao á, ví dụ như là Chanel rồi Gucci, LV rồi đó, còn mấy cái hiệu gì nhỏ nhỏ gì mình không, mình nói chung là mình cũng rành nữa, nhưng mà nhiều nhiều hiệu nhỏ lắm, Bulgari gì, Prada gì đó, tùm lum gì nào chả hiệu, nay cũng là hiệu đó. Sao mấy người trong diễn đàn anh nghĩ qua Mỹ làm móng với anh, có nhiều người cho họ chọn mà, đâu mà chọn nghề nào ngon làm móng, nói nghe chơi coi. Em chưa hiểu gì về làm móng hết, làm móng nó lợi hại lắm em, cái nghề đề ba đó, cái nghề bản lề đó em. Chứ giờ qua bển em làm được nghề gì, cắt cỏ lương thấp tè, móc cống cũng thấp luôn, rồi làm thợ hồ cũng rẻ luôn. Nghề đó là ok rồi, rất phù hợp cho nữ. Mình dùng chữ là rất phù hợp cho nữ nha các bạn. Nhưng mà có chuyện mà nam á thì nói chung này bạn phải tính toán đi. Nhiều khi nam nó còn này kia, trả góp cái nhà 20-30 năm xong lại nhà nát rồi xây lại cái mới, bậy ba đó, nhà lên giá ông nội. Nó cũ thôi, chứ làm gì nó nát được. Cái nhà bên Mỹ á, tôi nói thiệt không, nó xây á, có những cái nhà từ hồi năm ngàn, tôi chưa đẻ, năm 1975 nữa, nó vẫn bán bình thường như bây giờ luôn đó. Tức là cái nhà bên Mỹ là nó phải có tuổi đàng hoàng nghe, chứ không phải giống như ông đi ở nhà này xây nào nó chém gió xây nhiêu cũng được hết, là cái nhà nó ví dụ nó trùng tu lại thôi, chứ cái chuyện mà nó sao sập được, trừ khi nào bị thiên tai thôi. Đúng rồi anh, em ở trong cộng đồng người Việt Cali người ta ra bán cái nhà năm 1960. Đúng, anh nói chắc chắn phải đúng rồi, không lẽ anh nói về Mỹ mà sai nó. Nên em gọi là em mới qua Mỹ em phải coi lại nhiều nhiều nè. Bệnh mà phá sản là xui cuộc đời luôn đúng không anh? Không phải, nó đỡ hơn mà chết mày. Ví dụ giờ em tức là em nhà em nghèo đi mà em lỡ một cái bệnh nặng thì bây giờ mày muốn chết cũng sống, chứ giỡn hoài giỡn sao chết được. Tức là lúc đó đó là em sẽ được trả nợ trả góp, nhưng mà cái góp của em là cái góp làm đơn xin. Dạ kính gửi quý chính phủ, kính gửi bệnh viện, gửi cụ Trump của Biden, kính gửi bà Nancy Pelosi, kính gửi thống đốc Phan Robert gì đó, nhà em trong hoàn cảnh này nọ có viện phí gì vậy tháng khó gì vậy hoàn cảnh ok, tháng em xin nguyện trả góp tháng 10 đô được luôn, trả suốt đời. Nhưng mà mai mốt mày ví dụ như mở tiệm nail là không được, nhưng mà đời mày chừng nào mở được tiệm nail, nhưng bây giờ sống qua ngày thôi mừng thấy bà rồi, đúng không? Đó tôi nói là nó phải chuẩn nha quý vị. Thí dụ như mai mốt mà đi xuống mắt mua xe mắc tiền quá cũng được luôn,
Mày còn đang nợ kia sao mua xe mắc dữ mày? Mua cũ cũ thôi, hoặc là mua xe xe lụi khỏi sang tay rồi ai biết. À, Mỹ tiên tiến, y tế tiên tiến, động nhất. Không phải, em nói điểm này nó không có chuẩn. Tức là cái sự mắc của Mỹ á, nó không phải là mắc, nó thuốc là một phần thôi. Thuốc là một phần, ví dụ tôi có nhân viên nó làm trong dược này, sao tôi nói sai mà nó để được. Có những loại thuốc nhập Việt Nam mắc kinh, đúng không? Thì cái loại thuốc đó bên Mỹ nó rẻ hơn rồi đó. Ông nhập về đây nó mắc hơn xíu. Có một loại thuốc 50 triệu, cái trăm triệu cũng có mà, đâu phải không có. Nhưng mà cái mắc ở bên Mỹ á, là cái dịch vụ này nó đúng á. Tức là cái service của nó, một bệnh nhân, một giường, một người y tá chăm sóc này nọ, trả lương cho mấy đống nó mệt luôn. Tức là ông vô bệnh viện khỏi cần nuôi. Còn ở Việt Nam mình á, là một người làm viện 4-5 người nuôi. Đó, người lo tắm, người lo đi mua đồ ăn, người thì dìu dìu đó đỡ gì đó đông quá. Còn bên đó đó, người bệnh nhân người ta vô thăm, người thân người ta vô thăm thôi. Thăm thôi, hiếm nuôi lắm. Chuyện nuôi như thế nào là y tá chăm sóc. Đó. Ờ. Thì có chuyện gì nhấn chuông cái muốn ăn gì y tá đi mua đồ cho luôn. Còn giường bệnh ở bên đó đó, nó chia làm 3-4 mức luôn á. Một là cái giường thường. Cái giường thường cũng như cái phòng thôi, nhưng mà nó là nó cái tiện nghi trên cái giường đó, nó chưa có ghê bằng cái giường hồi sức. Đó. Rồi cái phòng mà có cái giường hồi sức nó nằm nó sao mắc hơn cái phòng thường. Tức là ví dụ như cái bệnh của ông á, thằng bác sĩ nó nói á, thôi nằm phòng thường đi. Nhưng mà nói thôi tao đại gia, cho tao nằm phòng thường tao không nằm, tao phải nằm giường hồi sức thì bảo hiểm nó ứ trả. Tại vì bệnh bác sĩ nó phán mày nằm giường này đi tao trả. Nhưng mà giờ mày đòi qua này tại mày đòi. Đó. Rồi xong rồi trường hợp nặng nữa đẩy vô ICU, mà ICU phải nó mắc kinh. Cái giường ICU là cái giường khủng khủng á. Nó mắc là nó mắc ở những cái đó. Rồi ví dụ xe cấp cứu cấp kiết gì đó, nó bảo hiểm trả hết. Đúng không? Tức là tất cả những cái chi phí mà ông vô nằm bệnh viện á, cuối cùng á nó đưa ra một cái bill. Thì trên cái bill đó như thế nào đó thì bảo hiểm nó làm việc. Có những cái loại thuốc, có những dịch vụ bảo hiểm trả hết. Rồi những cái loại mà chia đó thì nó mới chia ra tỷ lệ. Em thấy đó là mắc chủ yếu tư nhân hay nhà nước anh, cái chuyện tư nhân hay nhà nước nó không phải ánh mắc hay rẻ. Thí dụ như của nhà nước rẻ đi thì nhà nước phải bù vô cái khoản đó. Tại sao bên Mỹ súp nhiều vậy mà cũng có nhiều người bệnh chi phí mắc? Ôi Mỹ cũng có Mỹ này Mỹ kia mày ơi. Mỹ thì cũng có chị An Nhiên, Mỹ cũng có ông Trương Phạm vậy. Mỹ nó Mỹ từ lưa luôn. À, mấy người mà phải bị tiền túi trả nhiều là do họ tiết tiền mua bảo hiểm bắt kịch, rẻ tiền bảo hiểm cover ít nên phải trả nhiều, đúng chính xác. Đúng, bạn nói đúng. Thì những bảo hiểm nào nó cover hết, giá đóng nó sẽ mắc hơn. Còn những bảo hiểm mà gọi là tầm middle trung bình á thì nó có luật của nó mà nó cưa theo từng bệnh, từng thuốc, từng dịch vụ này nọ kia. Ví dụ như cũng là cái xe bảo hiểm, cũng là cái xe cấp cứu đi thì có bảo hiểm nó chia, có bảo hiểm nó trả hết. Thế tùy từng lỗi. Còn riêng bảo hiểm Obamacare à thôi. Cái đó đi là con số bệnh viện nó từ chối luôn, service deny. Tôi mua bảo hiểm gói hơn 30 triệu năm nằm viện còn thừa tiền. Làm gì thừa tiền ông nội nói ảo ảo. Tức là cái gói của ông á nó cho ông tối đa một năm á lại dụ như là mấy trăm triệu tiền viện phí. Mà hết cái khoản đó là phải bỏ tiền túi vô. Còn chẳng qua bệnh ông nhẹ, ông hết mấy chục triệu thì cái đó không phải là gọi là thừa tiền. Hiểu không? Ông dùng cái chữ thừa tiền ở đây á là mấy bạn trẻ sẽ hiểu rằng á là ông mà bị ông một năm á là ông thừa tiền, là hàng bảo hiểm nó cho ông thêm tiền. Vậy thì trẻ không nên mua bảo hiểm, để già bệnh mới mua, tiết kiệm được mớ tiền được không anh? Rồi mà chạy xe ra đường đụng ai chịu mày? Bảo hiểm người già bán mắc hơn con. Homeless có được bảo hiểm hay có được quan tâm không anh, hay mặc kệ, bệnh vô bệnh viện thì trị thôi chứ quan tâm gì giờ? Cũng có chỗ cho nó ở mà nó thích ở nó ra nó ở homeless vậy mà cho vui. À, đánh nhau thế này mọi thứ tăng giá, liệu nguyên liệu tăng cao như vậy thì lối đi nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi không thể tăng giá người dùng? Bó tay em. Anh cũng là doanh nghiệp vừa nè em. Xong cái cú này cũng hơi căng căng nha. À, lạm phát mà lên 20% Duy sẽ có lợi mắt mày. Ồ, cuộc đời tao mới nghe lạm phát mà tao có lợi á. Tao mới nghe cuộc đời lạm phát mà dân có lợi á. Thằng này chắc chó đi luôn ta. Không, nhưng mà nói chung á, thằng này thì nó chỉ có dốt thôi chứ nó cũng không có gì gọi là quá đáng lắm. Thôi kệ nó, dốt từ từ mình sửa mấy em. Tha cho nó một lần đi. Nước Mỹ chơi phong tỏa, tức với Nga theo em thấy không fair cho lắm. Mặc dù Nga sai đã rõ rồi. Vậy theo em kéo quân quýnh mới fair hả em? Hay sao cho fair? Rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe định nghĩa cái chữ fair của bạn tư bản phương Tây ở trong trường hợp này nha mấy em. Nước Nga bán dầu bằng đô rúp, anh Duy nghĩ sao? Thì nói chung anh nghĩ nó bình thường. Thì đó là động thái đó, anh nói em nhiều lần rồi sao em hỏi hoài em. Nó nhẹ hơn cái việc cấm bán. Ủa lộn, đúng rồi, nó nhẹ hơn cái việc cấm bán. Nhưng mà giờ tụi em phải ngồi đó lắng nghe cái bên kia nó có chịu mua hay không kìa. Thí dụ như bên kia nó chịu mua bằng đồng rúp đó, mình bàn tiếp, còn nó không chịu mua thì bàn cái gì bây giờ?
dầu của Nga vẫn phụ thuộc vào công nghệ khai thác dầu của Mỹ. Mấy bạn cứ tưởng đơn giản là khoan dầu là xong, tương lai chưa biết ai cần ai. Tụi nó chưa có kiến thức đọc để phân tích sâu tới cái độ đó đâu em. Kệ tụi nó đi, cho tụi nó vui đi mấy em. Nói chung là con người ta thì giờ đâu em đâu ép được, đúng không? Trương Phi có cách sống của Trương Phi, Gia Cát có cách sống của Gia Cát. Nói chung tôi sống Trương Phi, sống Gia Cát dù cuối cùng thua hết á. Thì mỗi người ta có một cách sống của mình và người ta có cái suy nghĩ của mình. Miễn sao ta cảm thấy cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Mỹ đã xóa nợ cho nước nào rồi anh? Thường thường nó Mỹ nó cho mấy thằng giàu mượn không mà mẹ, nó không có xóa ai đó. Thông tin theo từ tới thời điểm này anh biết là Mỹ chưa xóa nợ cho ai hết á. Nga bán dầu bằng đồng rúp thì Mỹ đau tróc. Đau tróc là gì má? Ý em là có cần phải dùng dao mổ trâu để giết gà không? Thay vào đó cấm vận những thứ chủ chốt cốt lõi như Nga dầu mỏ năng lượng chip. Thay vì cấm vận tràn lan, càng cấm vận càng gia tăng thêm căng thẳng. Thôi mẹ kệ mẹ mày, mệt quá. Nó bình luận như mình không biết đường trả lời nó làm sao luôn mấy em. Tự nhiên gì tràn lan? Mỹ nó cấm vô nguyệt không ấy chứ tràn lan cái gì em? Nga bán dầu bằng đồng rúp có ảnh hưởng gì không anh? Nếu mà lâu dài mà chuyện đó xảy ra thì đồng đô la Mỹ nó giảm, nó bị ảnh hưởng một xíu. Đồng rúp có thể lên 50 đô một rúp đổi đô không anh? Anh không tin em. EU Mỹ đạt được thỏa thuận, Mỹ đồng ý bán thêm năng lượng, sắp tới Nga còn phải đau đầu nữa. Không, nhưng mà thông tin nó đọc rồi nha. Cái thông tin mà đạt thỏa thuận là giờ là trong năm này cung cấp 15 tỷ mét khối khí hóa lỏng. Đó, thì sau tới năm 2023 lên tới 50 tỷ. Nhưng mà cái nhu cầu về khí hóa lỏng của châu Âu là bao nhiêu mấy em? Để anh coi là cái sản lượng mà Mỹ nó cung cấp nó đạt bao nhiêu phần trăm. Đó, hiện tại là châu Âu phụ thuộc 40% khí đốt của Nga. Thì liệu trong tương lai Mỹ và đồng minh có bù được cái số này không? Đó, anh chỉ quan tâm vấn đề đó. EU cần 50 tỷ lận. Nếu mà 50 tỷ thì tới năm 2030 là xong. Rồi có một thông tin mới là Nhật nhường khí hóa lỏng cho châu Âu. Bù thì bù được mà giá hơi chua thôi. Người ta hồi nhiều khi lòng tự tôn lên cũng như chua chua cũng nhích luôn chứ giờ sao mấy em? Chứ giờ xìu xìu anh ảnh là giải quyết cái gì theo em giờ sao? Vì Việt Nam lạnh còn đốt củi sưởi được chứ EU thì chịu. Thật ra Việt Nam lạnh đâu lạnh nhiêu đâu mấy em. Nhưng mà đốt củi thì nói đi phải nói lại chứ nhiều khi này nọ phải đốt củi chứ. Giờ mấy em nói cái này không biết trả lời sao cho nó phải đạo nữa. Khí quá lỏng là sao anh Duy không biết? Thì mà lấy không khí bóp lại uống súp BBT vô, ao liếp vô, lấy cái bàn tay mình bóp khí nắng lại hồi thành nó chuyển thành lỏng à. Nga chiếm 10% dầu mỏ, giờ muốn vận chuyển dầu quá lỏng phải chuyển bằng tàu anh, ống mày. Vàng trong tủ của Nga mà sao Mỹ phong tỏa được gì anh? Phong tỏa nó có nhiều hình thức phong tỏa em. Một, chưa chắc ở trong tủ khi gửi ngân hàng sao? Còn hai là cấm vận là ra cái luật để cho doanh nghiệp của nước mình và cá nhân của nước mình không được mua vàng đó. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố vẫn mua dầu và khí đốt của Nga. Đức còn mua mà nói chi Thổ Nhĩ Kỳ. Mà Thổ Nhĩ Kỳ mua nhiều không em? Tại sao bất chấp cái lệnh trừng phạt, kinh tế Nga vẫn báo tăng trưởng 6%? Báo tăng trưởng 6% hả? Là tính tới thời điểm này hay hồi điểm nào? Mỹ, EU và những nước đồng minh có thể cấm vận Nga, nhưng thế giới không ít nước cần Nga, nên Nga luôn là một phần thế giới dù thế nào chăng nữa. Anh Duy, em thấy ông Biden cấm vận kiểu đó làm nước Nga với đồng minh tạo ra thị trường giao dịch bằng đồng rúp đô la của Mỹ toang. Định em tiên đoán giùm anh ngày Mỹ nó toang đến biết được mua cổ phiếu em. Nga bán dầu bằng rúp thì đô la có bị tuột giá không anh Duy? Mỹ cú này có nhức đầu không anh? Đô la tuột giá tao mua hết mày. Ông tao nhập hàng Mỹ mà tao mừng, đô la tuột tao mừng thấy mẹ luôn. Giờ chừng 10.000 đô coi. 10.000 đô anh Duy mà vô cả khúc. Anh Duy nói sao chứ, ông Putin mới ra lệnh mua dầu bằng rúp lên giá quá trời. Thì em đi đăng hàng mua rúp trữ đi. Sao GDP bắt ông GDP đầu người cao mà lãnh thực tế có 1-2k anh? Ủa lãnh thực tế là gì má? Không hiểu chưa lãnh thực tế luôn á. Có phải Mỹ coi y tế là một ngành kinh doanh mũi nhọn không anh? Thật ra thấy bên Mỹ ngành nào nó mũi nhọn hết em. Không có ngành nào mũi bằng hết nha. Anh nghĩ sao về nước đi thì anh nói rồi, chờ cái bên kia chịu mua bằng rúp hay không mới bàn được á. Chứ bây giờ mới là tuyên bố của phía Nga thôi, còn phía bên kia người ta có chịu mua bằng rúp hay không? Nếu mà phía bên kia người ta không chịu mua bằng rúp thì vô nghĩa. Còn phía bên kia người ta chịu mua bằng rúp thì có nghĩa. Lúc đó coi Mỹ phản ứng sao? Vì anh ơi, chuyện xăng dầu ở châu Âu và Mỹ lên giá, dân bên đó có khóc không anh? Mẹ nó có khóc thì nó cũng khóc trên đống tiền nha. Chứ mày nói nó tao cũng cảm thấy tao đau tim quá. Anh đổ bình xăng hơn 1,5 triệu mấy em. Trước đổ 1,1 triệu, 1,2 triệu thôi, giờ anh đổ bình xăng hơn 1,5 triệu.
dạ, đau tim quá. Ý chừng chưa chạy hết bình á. À, mới có chạy hơn nửa bình xíu, triệu rưỡi. À, đại gia dầu như Ả Rập và Saudi đang bắt đầu vốn đầu tư vào năng lượng sạch thì có thể thu hướng với gia cho bài dầu phiếu anh. Ờ, à, ủa anh dân dân giàu nó ủa gì? Ủa anh dân nó giàu lên có mấy đồng nó cũng la sùm. Thì mấy thằng la là mấy thằng chắc nghèo. Tức là mấy người nghèo thì người ta la chứ người giàu ai người ta la mày ơi. Nên cái mình thấy trên video nó đâu đại diện hết cho tất cả. Chứ thấy nhóm nó thôi cùng lắm lia ông quay đó cùng lắm ngàn người gì đúng không? Cứ cho là 200-300 ngàn người đi. Thì sao hồi nào chả người giàu người nghèo như thế người ta làm công người ta chạy tài xế. Thì cái đó nó tăng cao vậy thì làm tiền lời ít lại thì người ta ý kiến thôi. À, Mỹ NATO có thể dùng vũ lực với Nga trong tương lai với tình hình này không anh Duy? Không biết mày ơi. Sao tụi mày vô tụi mày hỏi tao mới tin chém gió không vậy? Mấy tin chém đó có bổ não không em? Chuyện binh đao không mấy em cứ tiên đoán không à, ghê thiệt. Hồi xưa Triều Tiên đánh Hàn Quốc là có liên quân Liên Hợp Quốc vô binh bem nát Triều Tiên rồi, bây giờ liên quân Hợp Quốc có vẻ ngại Nga. Bây giờ hạt nhân tờ lưa hết mày ơi. Hồi xưa chưa có hạt nhân thì nó còn dễ hiểu không? Sợ hay không biết nhưng mấy thằng NATO hơi nhùn hả? Ủa lộn, nhưng thấy NATO hơi nhùn. Với khoai cho NATO vô em. Nói chung giờ thì cuộc chiến giữa chán sành chán kiểu thì đương nhiên chán kiểu nó phải sùn rồi mấy em. Chán kiểu nó phải nhùn là chuyện bình thường rồi. Chứ giờ sao giờ? Cái thế nó vậy mà. Cảm giác châu Âu đang phụ thuộc vào Nga hơn là Mỹ, sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn mấy bạn. Em đam nó Nga, đam nó nha boss, ngoài hạt nhân với dầu thì cửa nào so với phương Tây đâu. Là sao so với Mỹ chứ, kia đang so với Mỹ mà em, chứ đâu có so phương Tây gì đâu. Ý nó nói là châu Âu lệ thuộc Nga nhiều hơn lệ thuộc Mỹ. Sao yên ổn không muốn cứ thằng này đứng một thằng kia, cũng muốn đứng một cái đánh lộn tùm lum cho dân khổ thôi. Đời mà bạn. Bạn nói vậy tôi sao tôi trả lời được. À, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói nếu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ để đàm phán chấm dứt xung đột với Nga, Washington sẽ tôn trọng sự chọn lựa của Kiev. Nói tóm lại á, là cái câu này á, theo anh á, là bỏ luôn cái bế đầu. Washington sẽ tôn trọng sự chọn lựa của Kiev chứ sao? Mình là một nước, mình phải tôn trọng sự chọn lựa của nước người ta, cái đó là chuyện đúng. Còn thêm cái bế đầu nhượng lãnh thổ gì đó chẳng qua để nâng lên thôi, để nâng lên cái câu nghe cho nó đã lỗ tai thôi. Còn cái chuyện như thế nào, chuyện để cho toàn dân Ukraine người ta quyết và chính phủ Ukraine người ta quyết định. Ok, cái đó là hợp lý đó mấy em. Biết là khó nhưng liệu Mỹ có vượt quyền cho Ukraine vào NATO được không anh? Không lẽ giờ Mỹ ra lệnh ép mấy kia nhận? Thấy nó cũng hơi kỳ mấy em. À, mọi người luôn chỉ trích ông Biden nhưng quên mất khi ổng nhậm chức đã phải gồng gánh sự hỗn loạn của đất nước vì Covid của ông Trump để lại. Bậy bạ không à, Covid nào của ông Trump để lại ba. Mày nói vậy mày đổ tội cho ông Trump bậy không, anh không chịu nha. Nói kỳ cục. Chẳng qua là ông Trump là nạn nhân của Covid đó mấy em. Không có Covid là ông Trump cũng thắng rồi. Tụi em nói sao á. Này em binh ông Biden hơi lố rồi. Mỹ và các nước NATO chưa có tiếng nói chung về Nga. Theo mình thấy nói như là chung dữ lắm rồi đó em. Chứ giờ em đòi chung hơn nữa thì hơi khó nha. À, đạo luật bảo vệ Đài Loan khá mập mờ. Nếu Đài Loan bị Trung Quốc tấn công có khi Biden chỉ hỗ trợ vũ khí không đưa quân vào Ukraine không anh? Không đưa mắt. Đài Loan nó quan trọng hơn Ukraine rất là nhiều. Tụi bay con nít vừa thôi. Thứ nhất nó là gì? Nó là cái tuyến đường huyết mạch. Đúng không? Thứ hai là công nghệ chip trong đó. Thứ ba hợp đồng contract thừa lưa. Thứ bốn an ninh dùng. Không hiểu gì hết trơn, trời ơi em bình luận yếu quá. Anh cược với em luôn á. Anh sẵn sàng cược 10 triệu với em luôn. Mỹ đặt cái kho chip bên đó mà. Chưa kể hợp đồng contract đồ này nọ, an ninh dùng Nhật Bản, Hàn Quốc các kiểu cũng đã điếu. Ông Trump kiện bà Clinton theo báo Tuổi Trẻ. Ôi kiện có gì đâu căng, chẳng qua là hai cái tên nó nổi tiếng quá kiện nhau thôi. Chứ giờ kiện anh thấy kèo này cũng chưa chắc ăn à. Xong rồi bà kêu nó, ủa sao chuyện lâu rồi, hồi xưa không kiện giờ kiện, rảnh. Nói chung á mình á thì mình rất đồng cảm với ông Trump. Nhưng mà đừng có cái gì vô cũng hỏi ổng nói xàm, ổng nói gì kệ ổng chứ. Không lẽ giờ tôi cái gì ổng nói cái gì tôi cũng đi theo cái đó. Mấy ông ơi, hãy có một cái sự tỉnh táo. Hiểu không? Ông Trump là ổng trùm nghi binh luôn. Ổng nói cu lê mà ổng chích không à. Trô kéo không? Vậy đó. La nhẹ quá, thêm cục đỡ nhẹ. Ủa nặng chứ, lộn nặng quá, thêm cục đỡ nặng. Đó, dạng vậy. Tại sao Na Uy không cho NATO đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ với anh? Chữ căn cứ dừng sai lên sai xuống mà đặt hóng. Ba Lan là nước nhỏ sao cứng rắn với Nga nhất NATO vậy anh? Chắc giữa Ba Lan với Nga có những kỷ niệm xưa khó tả.
sao tin Biden ủng hộ nước ấy nhượng đất đàm phán với Nga về xếp chơi vậy sao được, này nãy nói rồi mày dở ẹt. Ở trên góc độ của một nước là phải tôn trọng sự quyết định của nước người ta, đó là quyền tự quyết. Cái câu đó nó phụ thuộc vào quyền tự quyết thôi, còn chuyện cắt đất hay không cắt đất thêm gì đó là nâng cái quan điểm nghe cho nó sốc sốc. Là báo chí truyền thông người ta dùng cái đó người ta viết lên nghe cho nó ấn tượng, cho nó sốc sốc này nó thôi chứ. Chứ không lẽ giờ tự nhiên, ví dụ như bây giờ ví dụ nha. Ví dụ như Ukraine cảm thấy thôi giờ muốn chiến tranh nữa là thôi kệ luôn, cắt luôn. Xong rồi phía Ukraine chịu, không lẽ giờ Mỹ dễ súng chứ ơi mày không được như vậy hả? Cái đó mới là Mỹ sai. Còn tất cả là cái quyền tự quyết nó quan trọng. Giống như anh có quyền tự quyết của mình. Mấy em đâu có thể nào ép anh thế này, ép anh thế kia. Cái đó mấy em nói nào đúng thì anh nghe. Còn nào tao bậy kệ mấy em chứ. Không lẽ giờ tự nhiên gì mở cửa ra tiếng ba bước nhảy. Đình Thi này Sủ Nhi không hiểu mà gài pháo lép 300 giây. Mày ngứa nó mấy bữa nay rồi mấy em. Mày ngứa nó mấy bữa nay súp thì không mua mà hỏi cho lắm vào hỏi xàm không à.